Đã hơn 4 tháng kể từ khi lan can cầu câu lâu cũ, nối giữa huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, bất ngờ ngã đổ gây mất an toàn giao thông, nhưng việc sửa chữa vẫn chưa thực hiện, khiến người dân bức xúc. Theo ghi nhận, hiện lan can của cây cầu đã xuống cấp, nhiều đoạn nghiêng ngã, bục vỡ bê tông. Trên mặt đường, nhiều đoạn xuất hiện vết nứt kéo dài đến 1 mét. Đầu phía bắc đã xuất hiện tình trạng sụt lún trụ cầu, khiến đoạn nhịp cầu này bị võng xuống chừng 5-10cm, có thể thấy bằng mắt thường. Nhiều dầm, trụ đỡ của cây cầu cũng bị rơi bê tông, lộ các cấu kiện sắt thép rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên đã cấm bảng cấm xe có tải trọng trên 5 tấn lưu thông qua cầu. Tuy nhiên, việc này sẽ ảnh hưởng đến các tuyến xe buýt và việc đi lại, buôn bán của người dân hai địa phương. Đặc biệt, 585 hộ dân với gần 2.500 nhân khẩu của thôn Triêm Nam, phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn bị ảnh hưởng lớn. Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam, thông tin do hồ sơ cũ của cầu câu lâu đã bị thất lạc, dẫn đến khó khăn trong sửa chữa cầu. Một khó khăn khác trong việc sửa chữa cầu câu lâu là lòng sông bị xói lở rất sâu, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ cầu. Hiện cả nước có trên 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tương đương khoảng 91,7 triệu người. Tuy nhiên nhiều năm qua, danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế vẫn chưa được cập nhật, bổ sung các thuốc mới, khiến người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế chịu nhiều thiệt thòi, cơ sở y tế cũng gặp khó khăn trong công tác điều trị. Anh Nguyễn Văn Kha, 42 tuổi, ngụ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, cho hay anh bị rối loạn chuyển hóa lipid, thi thoảng có đi khám bảo hiểm y tế, nhưng cũng ngại lấy thuốc bảo hiểm y tế uống, mà dựa vào kết quả xét nghiệm rồi nhờ người quen ghi đơn dùng, ra nhà thuốc bên ngoài mua thuốc uống, vì hiệu quả hơn. Theo một số chuyên gia y tế, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế khi đau ốm phải điều trị tại bệnh viện, thì ngoài các loại thuốc bảo hiểm y tế được cấp theo danh mục, không ít người phải bỏ tiền túi để mua thêm các loại thuốc bên ngoài, để nâng cao hiệu quả điều trị, do bảo hiểm y tế không thanh toán những loại thuốc này, hay nói cách khác là không có trong danh mục thuốc bảo hiểm y tế. Bác sĩ một bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bác sĩ biết rõ một số thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế có tác dụng phụ nhưng vẫn phải kê cho người bệnh, vì nếu kê thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế thì sẽ phiền phức vì kê đơn không đúng quy trình. Một bác sĩ khác chia sẻ, nhiều thuốc tốt, rút ngắn thời gian trị bệnh nhưng không có trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Còn nếu tự bỏ tiền ra mua thì chi phí lại cao, ngoài khả năng kinh tế của người bệnh. Theo thống kê của cơ quan chức năng, người Việt đang phải tự trả 40% chi phí khám chữa bệnh, gấp đôi khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, nên thực tế này đang tạo gánh nặng kinh tế về điều trị. Hiện nay, danh mục thuốc bảo hiểm y tế được thanh toán có 1.037 hoạt chất thuốc hóa dược, 59 thuốc phóng xạ, chất đánh dấu và 229 thuốc đông y cổ truyền, thuốc từ dược liệu. Theo bà Trần Thị Trang, quyền vụ trưởng vụ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, thông tin, người bệnh và bác sĩ bao giờ cũng muốn có các thuốc tốt nhất cho người bệnh, nhưng cũng phải bảo đảm cân đối thu chi với nguồn của quỹ bảo hiểm y tế. Bộ Y tế đang nghiên cứu đề xuất các cơ quan liên quan về nguồn kinh phí chi trả cho người bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế, đa dạng hóa các nguồn, kể cả các nguồn xã hội hóa chi trả. Về phạm vi quyền lợi cũng cố gắng mở rộng tối đa, bao gồm thêm cơ hội tiếp cận thuốc điều trị. Bắt đầu từ ngày mai 1 tháng 11, thành phố Thủ Đức sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn. Trong đó, đối tượng kiểm tra gồm bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nguyên liệu, phụ gia, bao bì, cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm bị đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ sở có đơn phản ảnh, khiếu nại về an toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, công tác kiểm tra được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 11. Đặc biệt, đoàn sẽ kiểm tra chất lượng dinh dưỡng bữa ăn cho học sinh, kiểm nghiệm nước sử dụng trong quá trình chế biến, sổ thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và công tác lưu mẫu, các điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, nhân lực tham gia nấu ăn. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra thực hiện lấy mẫu sản phẩm có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm,
gửi mẫu kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm được chỉ định. Liên quan đến vụ việc phát hiện thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng tại đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thủ Đức, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thủ Đức đã kiểm tra công ty cung cấp suất ăn và chưa phát hiện vi phạm. Khoảng 2 giờ ngày 31 tháng 10, xe khách 16 chỗ đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Lạng Sơn thì bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đang đổ cùng chiều phía trước. Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với ô tô đầu kéo khác, di chuyển chiều ngược lại. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 16 người. Cú va chạm mạnh đã khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn do đường dốc, cua, trời tối và lái xe khách không chú ý quan sát. Qua kiểm tra nhanh, các lái xe đều không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy. Sáng ngày 31 tháng 10, ông Nguyễn Văn Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể học sinh lớp 8, trú tại thôn 6, bị nước lũ cuốn trôi. Trước đó, chiều ngày 30 tháng 10, nạn nhân cùng với người em đi chơi ở gần nhà thì không may bị trượt chân và bị nước lũ sâu cuốn mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hương Khê đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cùng người dân tìm kiếm. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao về cho gia đình để tổ chức tang lễ. Sáng ngày 31 tháng 10, hàng ngàn người dân ở các tuyến đường chính ở quận Ninh Kiều như Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Huỳnh Cường, Đề Thám vui mừng vì thoát cảnh nước tràn ngập đường dù triều cường vượt báo động 3. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng vào sáng nay, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết, chiều ngày 30 và sáng ngày 31 tháng 10, Ban Quản lý Dự án bắt đầu lắp đặt hệ thống cửa van của âu thuyền Cái Khế, cùng hệ thống cống và ngăn triều, bảo vệ đô thị trung tâm quận Ninh Kiều và một phần quận Bình Thủy. Dù chỉ là thử nghiệm, nhưng đã phát huy tác dụng, đảm bảo mục tiêu chống ngập và bảo vệ vùng lõi của đô thị trung tâm quận Ninh Kiều. Hiện nay, chủ đầu tư đang khẩn trương thi công các công đoạn còn lại để hoàn thiện công trình, dự kiến vào tháng 6 năm 2024.